Molly 60. Tuy nhiên cái phiên bản này là prototype thôi nhé mọi người nha. Khi phiên ra phiên bản chính thức thì nó sẽ ok hơn và hoàn thiện tốt hơn. Và cái con này đang chạy bên iCloud anh em. Thì tôi nói chung là giá thì như nhau thôi, như một vài bên cũng chạy con này. Thì đây là cái con mà ôi đúng là prototype đây anh em này. Mấy con ốc nó bị gãy ở trong này này. Đó, thì mình sẽ nói một vài yếu tố này. Thì đây là một cái con mà trong tầm giá chỉ loanh quanh khoảng 2,2 triệu cho con kit. Thì mình thấy nó cũng có khá nhiều thứ khá thú vị. Đặc biệt là cái màu của nó. Rất nhiều màu để các bạn lựa chọn. Cái lớp sơn hoàn thiện cũng như là cái trải nghiệm gõ mà nó mang đến. Đấy. Con này thì dùng gasket mount nha anh em. Tuy nhiên thì có một cái lưu ý cho mọi người. Đấy là cái plate của chúng ta này. Thì mặc định nó sẽ là cái plate PC. Nói chung là anh em sẽ có thể tùy chọn được khá nhiều những kiểu loại plate khác nhau. Và mình nhận ra một điều đấy là cái plate này nó có chút gì đấy nó hơi bị mềm quá. Và lát nữa mình cũng sẽ lắp vào trong và mình sẽ cho các bạn thấy một cái yếu tố mà mình chưa thực sự là hài lòng cho lắm về cái cạnh gasket hai bên, bởi vì nó thiếu sự ổn định các bạn ạ. Ok, lát nữa mình sẽ nói. Rồi. Nghe đây là cái hình thức và cũng như là cái trải nghiệm của cái con phím này. Thì phím này nó sẽ là cái thiết kế gasket mount, sẽ gồm hai mảnh top và bot ghép lại với nhau. Và các bạn để thấy một điều là cái đệm gasket của chúng ta là cái đệm poron ở đây này. Nó rất là dày và khi ép xuống thì cái phần plate này của chúng ta sẽ là cái vị trí nó sẽ gá cái phần mạch của chúng ta vào. Và như thế nó sẽ ép chặt xuống. Đó. Và như vậy nó sẽ giữ ở trong và cái thiết kế này thì nó rất là quen thuộc rồi. Nhưng bởi vì có một cái vấn đề các bạn để thấy này. Đó, cái phần gasket của chúng ta nó sẽ chỉ có ở cái phần bên trên và bên dưới. Và khi chúng ta đặt cái lồng này vào đây này, và khi các bạn gõ ở một vài những cái vị trí, cái này là layout HHKB, thì chúng ta không có hai cái nút góc ở bên trái và bên phải ở dưới này, thì không sao, gõ bên trong này thì cũng gọi là tạm được. Nhưng khi các bạn mà gõ ở những cái góc ví dụ ESC này, đó, các bạn sẽ thấy cái sự thiếu ổn định của nó chưa? Cong hẳn xuống này. Bên này nữa. Bên này có stop rồi thì không sao, nhưng nếu như anh em chơi cái layout mà split ra của cái backspace á, là hai cái nút 1U ở đây này, thì anh em khi mà gõ cái nút 1U ở đây cũng sẽ bị thiếu ổn định đi rất là nhiều. Đây mọi người nhìn này, mình đạp xuống này, các bạn sẽ thấy nó lệch như nào. Nếu như mọi người sử dụng cái plate nhôm hoặc là một cái plate gì đấy nó cứng hơn thì cái sự ổn định của nó sẽ tốt hơn rất nhiều so sánh với plate PC như thế này. Thế nhưng mà mình biết đấy, có nhiều anh em lại thích gõ cái kiểu mềm mại như thế. Thế thì rõ ràng là cái plate PC này thì nó lại hợp gu của anh em. Nên chung cái này nó mỗi người một kiểu thôi. Nhưng mà không thể phủ nhận được một điều là trong một vài trường hợp đi gõ những cái góc như này này thì nó sẽ bị thiếu ổn định hơn so sánh với cái việc đây là chúng ta gõ ở những cái nút ở hàng phía bên trong. Và thật sự con này cũng khiến mình khá là bất ngờ khi mà cái tiếng của nó mang ra cũng khá ổn. Có lẽ nó đến từ yếu tố cộng hưởng với con Switch nữa. Lát nữa mình sẽ nói về con Switch này sau. Con Switch này thì cũng là cái con của bên iCloud đang phân phối luôn, đã sắp chạy group buy chính xác như thế. Cái tên khá là đáng yêu, First Love. Đấy, tình yêu đầu tiên. Đấy. Nghe tiếng thấy hấp dẫn rồi đấy. 12k Stanley rất mượt. Ok, lát sẽ nói đến sau. Rồi, một cái yếu tố quan trọng với những con mà chơi cái layout 60% thì đó là những cái layout hỗ trợ. Thì cái phiên bản này các bạn thấy là chúng ta đang sử dụng cái Enter Layout ISO. Tuy nhiên thì đương nhiên là những cái layout ANSI sẽ hỗ trợ đầy đủ hết trên cái con mạch này. Nói chung là riêng mà ở cái 60% thì anh em không bao giờ phải lo về những cái yếu tố layout hỗ trợ. Con này thì hot swap nhá, nhưng mà có một vài những thứ các bạn sẽ cần phải lưu ý. Ví dụ cái hàng R3 này này, đó, cái hàng mà nó rất dễ bị cấn này này, đang đều không sao tự nhiên lò ra một cái nút ngược quay trở lại. Cái này thì mình cũng không hiểu lý do vì sao mà hãng lại làm cái này. Tuy nhiên thì ở cái vị trí nút này là nút H thì cái switch nó bị quay ngược lại. Là đây là một cái trải nghiệm mà mình đánh giá nó không thực sự là tốt cho lắm. Mình chấp nhận là cái con này có mạch hàn để mà xuôi hoàn toàn. Ok, thậm chí để tùy biến layout các thứ ok. Trong khi đó thì con này, bởi vì các bạn thấy này, đây là cái mạch prototype thôi nha. Cái mạch final chính thức thì chúng ta sẽ hỗ trợ cái layout kiểu khác. Và nó sẽ không còn cái 4 nút 125U như thế này nữa. Đây các bạn nhìn cái layout này là hỗ trợ cả cái space 625U đi kèm với 4 nút 125U này. Nhưng ở phiên bản chính thức thì chúng ta sẽ không còn cái đó nữa. Các bạn sẽ chỉ có fix cái layout space 7U đi kèm với VKK, tức là 1.5U, 1U, 1.5U hoặc là HHKB như này, bỏ đi hai cái nút mode 1.5U, chỉ còn lại 1.5U và 1U ở đây mà thôi. Nói chung là một là layout VKK, hai là layout
Hanakabe như này, không có WKL nha mọi người. Ok, thì đó là một cái vấn đề nhỏ nhỏ về cái yếu tố, đó là cái mạch hỗ trợ. Thì cá nhân mình đánh giá thì cái kiểu hỗ trợ của cái Dotterbot này thì cũng quen thuộc, size phổ biến. Và rất nhiều những cái mạch 60% thì bây giờ các bạn có thể thừa sức mua một cái mạch khác hỗ trợ cái Dotterbot để mà thay vào con này đều ok. Cái này riêng về anh em chơi 60% thì cái chuyện mạch thì kiếm rất là dễ. Nên yếu tố này chắc mình cũng không cần phải suy nghĩ và đắn đo nhiều dành đến cho mọi người. Nên là cơ bản là mọi người thích thì chơi thôi. Con này thì mạch nó là 1,2mm mọi người nha. Ui mạch 1,2. Và có một cái lý do nào đó đặc biệt khi mà cái này gắn không chặt được xuống. Sorry, gắn không chặt được xuống này. Vẫn còn hở một góc. Đấy, lúc là prototype thì vẫn có nhiều cái nó chưa được như ưng ý cho lắm. Nhưng mà tổng thể thì cái nền âm gõ ra cũng khá là ok. À, các bạn thấy sao? Đó nói chung là đấy là những cái cảm nhận của mình về cái mạch prototype như này. Còn final chính thức thì mình nghĩ nó sẽ ok hơn. Mình nghĩ là lần sau Maker nên làm ra một cái con prototype mà nó thật là tốt. Tốt hơn như thế này, nếu condition phải tốt hơn. Và lần sau phải ok như là cái con final ấy. Chứ không thì nó thật là cầm con prototype này mình cũng thấy có khá nhiều thứ mà mình chê đấy. Đấy. Giống như mấy con mạch DZ này mọi người này. Hai nút ESC và nút số 1 này bị xoay ngược xuống. Đấy. Mấy con mạch đa layout này xoay ngang, mấy cái này thì chịu. Hay là mấy con cáp lóc này cũng con ngược con xuôi. Hay mấy cái nút mốt này con ngược con xuôi thì quen thuộc quá rồi. Cá nhân mình thì lỡ mà chơi 60% này thì nên có thêm option mạch hàn. Không biết là con này có option mạch hàn không, chứ nếu có nữa thì sẽ ok hơn rất là nhiều. Rồi, ở phía bên trong thì chúng ta sẽ có một cái miếng foam. Cái miếng này thì mình cũng không biết được gọi cái vật liệu nó là cái gì luôn. Này trông giống như mấy tấm tiêu âm ấy. Đấy, để xuống bên dưới thì mọi người đó. Rồi bây giờ nhận định về cái build đi. Thì cái con này hoàn thiện sần các bạn nhé. Hoàn thiện sần, lớp sơn này là sơn tĩnh điện cao cấp. Nghe quảng cáo là như thế, nhưng mà mình nhìn về cái yếu tố lớp sơn như này thì đúng là nó cũng chỉ xứng đáng loanh quanh đâu đó tầm khoảng 2 củ thôi. Nhôm này thì không biết là nhôm đúc hay nhôm CNC, nhưng mà nhìn một vài những góc chỗ này nhìn thấy nó hơi lạ lạ, trông giống như nhôm đúc không, nhưng mà mình nghĩ vẫn là CNC thôi, tại vì nó đặc quánh như này mà, đúng không? Khá là dày, có tạ, và tạ thì đây, bốn con ốc của tạ đây. Ốc này gọi là ốc bốn cạnh, nhìn nó hơi chán xíu. Giá như được ốc lục giác thì nó cũng là một chi tiết nhỏ thôi, nhưng mà nhìn nó sẽ xịn sò hơn rất là nhiều. Rồi bên dưới này, những cái lỗ để mà bắt ốc các thứ thì phần bottom này làm rất là tốt. Các bạn nhìn cái độ dày này, nhìn cái độ nghiêng của nó này, nhìn cái độ nạc thịt của nó này. Nhưng mà xét về độ hoàn thiện thì các bạn thấy cái cổng xi kìa, hơi lệch. Thấy chưa? Chi tiết nhỏ thôi nhưng mà nó cũng thể hiện cái sự trau chuốt và những cái sự tỉ mỉ của Maker. Nhưng mà tầm 2 triệu thì những cái yếu tố như thế này thì tặc lưỡi chấp nhận được, bỏ qua được, không vấn đề gì nhiều. Since 2013, tức là cái nhà Maker làm con này thì làm phím từ rất là lâu rồi, 10 năm rồi đấy. Ghê không? Mình mới chơi phím được có mấy năm. Rồi, phần top này chúng ta có thể thay đổi rất là dễ. Và bởi vì nó chỉ là layout WK hoặc là layout HKB thôi, thì các bạn có thể tùy biến. Layout HKB chúng ta sẽ có thêm cái họa tiết hình bông hoa này, nhưng mà nhìn lóa mắt mới thấy, nhìn lướt qua không thấy đâu. Khác phải sâu thêm tí nữa thì nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà cái vấn đề ở đây mình muốn nói đến này, bản prototype trước khi đến tay mình thì chắc là cũng trải qua hành hạ của rất nhiều anh em rồi, thế nên là gãy mất 2 con ốc ở đây. Đấy. Và ốc không hiểu vặn kiểu gì mà có nhiều con được cong được luôn như thế này, thì mình cũng không hiểu kiểu gì cả. Và ốc này thì bốn cạnh, và ốc này nói chung là cái chất lượng ốc này là khá là tệ. Chất lượng ốc này thực sự là tệ. Bản final bắt buộc phải sử dụng cái ốc khác chất lượng hơn. Chứ nếu mà chất lượng ốc vẫn tệ như thế kia thì thật sự là mình thấy nó hơi tệ. Tại vì đây chỉ là một cái chi tiết rất nhỏ thôi, nhưng mà mình mong rằng trong bản chính thức nó sẽ ok hơn. Nói chung là cái ốc này thì nó là cái size khá là tiêu chuẩn, hình như là cái này là 1.5 này. Thì cơ bản là mọi người thay ốc cũng dễ. Mà thay sang mấy cái ốc mà kiểu lục giác đi nhìn cho đẹp, chứ ốc này nhìn phèn quá. Mình mong là bản prototype nó như thế này thôi, chứ bản chính thức mà như thế này là mình chê nhé. Chi tiết rất nhỏ thôi, nhưng mà không xứng đáng để chê, nhưng mà vẫn còn dùng mấy cái ốc kiểu như thế thì là mình chê. Ok. Rồi, còn tổng thể lại thì con này nó cho ra một cái kiểu âm thanh mà mình thấy nó cũng dễ nghe, dễ gõ. Và các bạn cũng có thể nghe sau test phần đầu video rồi đấy. Khá là ok. Nhưng mà mình nghĩ nó ok phần lớn nó lại đến từ con switch cơ. Cái con này thì thông số, cái phần top là Modify PC, tức là nhựa PC. Cái phần bottom thì là POM, nhựa POM. Đấy, và quan trọng nhất là cái stem này thì là Stanley. Stanley thì các bạn cũng biết là nó rất là mượt rồi. Và cái con này thì cũng có total travel chỉ là 3,2mm và stem nó rất là dài. Đấy, nói ra một khúc này, các bạn thấy không?
hoặc là một khúc. Cái con này thì cá nhân mình đánh giá thì khá là bất ngờ bởi vì cái độ mượt không có ping pong gì cả và âm cũng khá là đanh. Đó. Nghe một kỹ, nghe kỹ một chút xíu ấy, thì nó vẫn có hơi cái sự nhạo nhạo nhẹ của cái lò xo. Nhưng mà cái yếu tố này thì cũng nhỏ thôi. Đấy, tầm 12k mà con này về anh em có thể sử dụng ngay và luôn thì mình thấy nó cũng khá là ổn. Quan trọng là first love, tên cũng hay, màu cũng đẹp. Đấy, anh em thấy sao? Đấy. Ok phết. Đấy, nhưng mà có một cái mình mong muốn nó cải thiện được hơn, đấy là cái độ lắc của stem. Mình thấy nó còn hơi nhiều xíu. Đây, mọi người nhìn trên cái, thấy không? Và mọi người nhìn luôn cái phần top và cái phần bot này này. Nếu như muốn chặt nữa, chúng ta sẽ phải thêm phim. Gõ luôn thì cũng được. Nhưng nếu anh em kỹ tính hơn nữa. Đấy, thấy không? À, ok. Có lẽ một phần nó đến từ cái plate này không thực sự là quá ngon cho lắm để mà giữ những con switch. Đây, ví dụ này. À, thử vị trí khác nha, không bị cắt nha. Cũng vẫn hơi này, không được chắc cho lắm này. Đấy. Nói chung á, cái vấn đề nho nhỏ của con Moly 60 này nó đến từ cái vị trí của gasket thôi, những cái điểm gasket thôi. Nếu như chúng ta có thêm một cái đệm gì đó hai bên, hoặc là chúng ta có một cái plate cứng hơn, chắc chắn hơn để mà giảm thiểu cái độ rung lắc và giảm thiểu cái độ thiếu ổn định ở những cái góc như thế này đi, thì chắc chắn con này sẽ mang lại trải nghiệm nó còn phê hơn như thế này nhiều nữa. Tại vì không thể phủ nhận một điều là cái dàn alpha nó cho ra một cái tiếng khá là ưng ý. Stab cũng rất ngon. Stab này trông như Stab TX. À không, Stab này Stab Cherry Clip-In. Nhìn cái Holy Mode kia giống của sếp Dương Hoàng Giang làm thế. Ok. Đó. Vậy các bạn thấy sao? Cá nhân mình đánh giá thì con này 2,2 triệu giá đang chạy Group 3 với rất nhiều màu thì mình thấy chơi cũng khá là vui. Tuy nhiên thì 2,2 triệu nhưng mà để ngon thì anh em sẽ cần phải đầu tư thêm một vài thứ nhỏ nhỏ. Ví dụ như anh em đầu tư mạch hàn, anh em đầu tư thêm một cái plate. Thì để nói cho dễ hiểu thì các bạn tận dụng cái bộ lòng này thì gõ cũng ok. Nhưng nếu muốn ngon hơn nữa thì chơi mạch hàn với cả cắt plate nhôm nó sẽ là chân ai hơn rất là nhiều. Vậy thì các bạn thấy sao? Hãy chia sẻ ý kiến ở phía bên dưới nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. À, cái set keycap này là Domi Key Black on White nhưng mà là in đê sắp nhé các bạn nhé. Không phải là ABS Double Shot. Nên cái kiểu tiếng nó cũng hơi khác so sánh với những con Domi Key mà anh em đã từng nghe. Đấy, thế mới hay anh em ạ.